Ta bước vào bài tập số 3. Bài tập số 3 cũng được lấy từ đề thi của Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013-2014. Cho x là đại lượng ngẫu nhiên. Đại lượng ngẫu nhiên có cái hàm vận động xác suất. Được mô tả thế này. Fx sẽ bằng là 13 x mũ 12 nếu x thuộc đoạn từ 0 đến 1 và bằng 0 nếu x không thuộc 0 cho đến 1. Hãy tìm kỳ vọng của x. Ở cái tiết học lý thuyết ta đã biết rồi, kỳ vọng của x được ký hiệu là Ax, được tính bằng công thức nào? Tích phân từ âm vô cùng cho đến dương vô cùng của x biểu nhân x nhân với hàm vận động fx nhân dx. Hay là x được biết thành, chúng ta đã tách cái tích phân này thành ba khoảng. Khoảng thứ nhất là từ trừ vô cùng cho đến không của x fx để cộng với khoảng thứ hai là từ không cho đến một của x fx để, và khoảng thứ ba là từ một đến cộng vô cùng của x fx để. Tiếp nhận thế này, khi x thuộc từ âm vô cùng cho đến không thì hàm mật độ xác suất của nó luôn bằng không, vậy fx ở đây là bằng không. Từ một cho đến cộng vô cùng thì fx cũng bằng không, vậy hai cái tích phân này sẽ bằng không, nên fx sẽ chỉ còn lại là tích phân từ không đến một của x fx để em sẽ có fx sẽ bằng gì? Tích phân từ không cho đến một của x nhân với fx được thay bằng 13 x mũ 12 để tích phân này thì đơn giản là cháu là 13 x mũ 13 đế hay nó bằng 13 phần 14 xin lỗi 13 ở đây nguyên hàm của x mũ 13 đúng rồi phải là x mũ 14 chia cho 14 cận từ 0 cho đến 1 thay cận vào thì sẽ được đó là với cận 1 thì đây x sẽ bằng 1 sẽ là 13 phần 14 trừ đi 0 thì còn lại 13 phần 14 nhé, xác suất của nó sẽ là 13 phần 14 và anh máy tính thì em ra nó xấp xỉ 0,9286 tao hoàn thiện cái bài tập số 3.